Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, dư luận xã hội xôn xao về những hiện tượng bổ nhiệm cán bộ bất thường với tốc độ chóng mặt và có nhiều dấu hiệu không minh bạch. Nổi bật có hai trường hợp là bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa và ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam, tổng hợp của phóng viên Hà Nội 18 giờ chúng tôi. Quy trình bổ nhiệm bất thường của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012, bà Quỳnh Anh làm thủ quỹ tại Trung tâm Kiểm định Chất lượng Xây dựng. Đến tháng 5 năm 2012, bà Quỳnh Anh được chuyển sang làm chuyên viên Sở Xây dựng Thanh Hóa. Bà Quỳnh Anh nghỉ thai sản từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014. Khi trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản, bà Quỳnh Anh đã được lên chức Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản. 7 tháng sau, bà Quỳnh Anh đã thăng chức lên làm trưởng phòng này đến hết tháng 9 năm 2016, sau đó xin thôi việc tự nguyện nhưng không công khai. Sáng nay 30 tháng 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chính thức thông báo kết quả thanh tra quy trình bổ nhiệm đối với bà Quỳnh Anh là có sai phạm khi chưa đủ các tiêu chuẩn như thời gian công tác ở lĩnh vực phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ chưa đủ 3 năm trở lên, chưa có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, chưa qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước. Quy trình bổ nhiệm bất thường của ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam, Bộ Xây dựng. Đầu năm 2008, ông Nguyễn Anh Tuấn vẫn chỉ là nhân viên tại phòng kế hoạch của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn. Sau khi sáp nhập Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia và Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn thành Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, ông Nguyễn Đình Toàn làm viện trưởng, ông Tuấn làm lái xe riêng cho viện trưởng Toàn. Tháng 8 năm 2009, ông Toàn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Sau đó, ông Tuấn liên tục được cất nhắc lên vị trí Phó trưởng phòng kế hoạch thị trường, rồi trưởng phòng này. Đến năm 2014, ông Tuấn tiếp tục được quy hoạch, rồi bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam. Từ lái xe, không có trình độ chuyên môn về quy hoạch kiến trúc, sau đó đi học thêm tại trước, rồi được cất nhắc lên Phó, trưởng phòng, giờ đã là Viện Phó, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Quy hoạch miền Nam. Quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn hoàn toàn bất thường. Về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi cho rằng những cái biểu hiện đó là cái sự quá dễ dãi, nếu không nói là có những cái khuất tất và cũng là thiếu trách nhiệm nữa trong việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Thì tôi cho là như thế. Và vì thế, theo tôi phải sửa chữa ngay, phải uốn nắn, phải sửa chữa ngay, và cũng đề nghị các đồng chí làm công tác tổ chức cán bộ đấy và những đồng chí có trách nhiệm khi ký quyết định bổ nhiệm cán bộ thì phải đề cao tinh thần phụ trách như Bác Hồ.